Rồi anh em mình cùng xem giải trí đến kinh Dũng miền Tây của mình ha. Ở đây thì hai cây 100 hẳn quơ anh em ơi. Cây 105 đụng độ cùng cây 115. Hiện tại hai cây đang chạy chung. Luôn. Hiện tại hai cây đang siết xuống anh em ạ. Cây này thì cây 105. Mình quay cái này ở chói mặt trời anh em. Chân nhỏ hơn cây 115 anh em ạ. Đi lại dở hơn. Thì đội hình xe kéo đi xuống gom lúa anh em ạ. Đây xe nữa nè. Hai xe. Xe này cũng có mùi chân. Mùa nắng này có mùa khỏe lắm anh em ạ. Rồi chiếc này đang đi ve xuống. Tài này không gan bằng tài trước. Đồng này xã Ô Lâm anh em ơi. Của huyện Chi Tôn, An Giang. Không liền. Máy Trung Quốc bây giờ cũng dễ xài anh em ơi. Máy mới giờ cũng có 700 ngoài là có con kỳ máy mới chạy. Như hãng Turbo thì cũng có 659. Đồ của Trung Quốc thấy gì chứ xài mau hư lắm anh em ơi. Mua đồ Nhật Bản của Buta xài mau nó bền. Hồi nãy chẻ ra làm hai anh em ơi. Giờ lúc này thì hai cây cũng đang siết. Hiện tại cây 115 đang giãn đồng. Còn cây 105 đang ở ngoài sao. Lúa vụ này cũng trúng lắm anh em ơi, chạy cũng nương chứ không có chạy tốc độ quá, tốc độ quá sợ ra lúa của bà con. Tiếp theo thì cây 105.
đang chuẩn bị qua cua để đi lên anh em. Càng đèn đốt đồ này còn đầy đủ anh em ơi, máy này cũng còn mới á. Rồi thiếu bao. Kẹt khoang à, kẹt khoang à. Rồi lụm luôn. Kẹt khoang cũng lụm luôn á. Kéo chắc dây hai cho nó đẩy vô ta đi. Rồi hiện tại xe kéo đang đi vô anh em ơi. Đó, xe này cũng 7-80 bao à. Lúa còn đầy đồng luôn anh em ơi. Lúa vụ này miếng nào cũng thấy trúng hết trơn. Bỏ còn lấy thêm anh em ơi. Đang phối hợp với mấy anh tài xế xe cứu lúa. Hiện tại xe kéo đang lên anh em ơi. Hai xe này chơi ém không à. Tại vì kéo đường xa đó. Kéo một xe cho nó đáng một xe nè, đang bốc lên kìa. Hết hồn không? Ồ, dữ dằn không? Trời. Sa xỉn con bên gì? Xỉn ơi. Ồ, ba lớp mấy luôn anh em ơi. Lên luôn anh em ơi. Quá rồi. Bốc kìa. Hết hồn không? Rồi hiện tại 200 hiện tại đang xiết xuống anh em ơi. Nãy chia ra làm hai, bây giờ đang xiết xuống miếng bên đây nè. Qua mặt cây 115. Máy này xe cũng như cây 115 vậy anh em ạ. Lúc này thì cây 115 đang lấy bao anh em ạ. Còn 105 thì đang tiếp tục. Lúa này thì lúa OM anh em, lúc này thì giá bán được 8.000. Lúa này công cũng cỡ tấn 2 anh em ơi, lúa này trúng dữ lắm không? Lúa OM 18 nè anh em. Bông hết hồn bông không. Xe kéo bây giờ kéo hoài mà không hết lúa anh em ơi. Công cũng cỡ từ 24 23 24 bao anh em ơi. Bao này thì cỡ năm mấy.
Bao này có năm mấy không? 29. Yeah. Năm mấy ký anh em, năm sáu ký. Hết hồn lúa không? Lúa bột anh em. Hiện tại cây trăm lẻ quơ đang đi xuống anh em ạ. Còn cây trăm lẻ 115 hiện tại đang cũng vô vào cột luôn anh em ạ. Bây giờ lấy bao mới, lấy bao vừa xong nè. Đây cái 115 mới vừa lấy bao xong anh em. Máy này chạy tốc độ nhanh hơn cây 105, giật chân lớn hơn, cao hơn, mắc tiền hơn cây 105 anh em ạ. Rồi hiện tại sẽ kéo, đang kéo lưới vô nữa anh em ơi, kéo hoài hoài luôn. Xe 780 sỉnh luôn, lung lên kìa. Hiện tại hai cây đang xiết xuống anh em ơi. Cái 105 hiện tại đang dẫn đầu trước. Hết hồn xe không? Hàng 2m4, hàng cây 105 2m3, lúa còn quá nhiều gom không hết. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.